À, vâng các bác ạ, lâu lắm rồi, lâu lắm rồi em Khương mới mua được một chiếc Honda CRV mà form mới mà nó lại đẹp như thế này các bác ạ. Vâng, một chiếc xe mà có thể gọi là đẹp từ trong ra ngoài, không một điểm trừ các bác nhé, không một điểm trừ luôn. Vì sao em lại nói là không một điểm trừ? Vì là con này nó được tất cả mọi mặt, tổng thành mọi cái của một chiếc xe cũ các bác ạ. Thứ nhất, cái nhìn đầu tiên là nhìn vào, các bác nhìn này, một đôi chìa khóa này, con này là xe Hải Dương nhà em các bác nhá, xe Hải Dương nhà em, một đôi chìa khóa các bác nhá, đây, từ lúc đầu vẫn còn nguyên. Và cái thứ hai của con này, vì sao mà em lại bảo là được từ trong ra ngoài, là đi một dàn lốp các bác nhá, một dàn lốp mới tinh các bác ạ, có nghĩa là bác chủ cũng mới thay này các bác này, dàn lốp mới tinh, dầu vẫn còn các bác nhá, dầu vẫn còn luôn, dàn lốp mới tinh luôn, một dàn 4 quả các bác nhá, một dàn 4 quả chứ không phải là thay một quả hay là hai quả thì là không đáng để nói các bác nhá, đây là một dàn 4 quả. Đây, con xe em Khương vừa mua xong đây các bác này, đấy, một dàn 4 quả lốp các bác nhá, một dàn 4 quả lốp luôn đấy, một dàn lốp mới các bác nhá. Cái thứ ba của con này đó là cam 360 độ, bác chủ đã nâng cấp rồi đây các bác nhá, cam 360 độ. Đây là các bác này, màn hình cam 360 độ đó các bác nhé. Và cái thứ tư của con này đấy, hôm nay em vạch lá tìm sâu, em chỉ cho bác này những cái mỏ của con này nó đẹp, là một cái đáng giá của một chiếc xe cũ. Đây các bác nhé, cái thứ tư của nó này, nội thất kem này các bác này, ghế nội thất này các bác nhìn này, như mới các bác nhé, như mới luôn. Đây các bác nhé, như mới luôn, màu trắng, nội thất kem, yêu chưa các bác, đã đủ yêu chưa ạ? Đây các bác nhỉ, các bác này, vô lăng này, như mới các bác nhé, một chiếc xe biển Hải Dương nhà em luôn các bác nhé. Con này là phiên bản thế hệ mới rồi các bác nhé, phiên bản thế hệ mới các bác này. Đấy, có đề lỏ đề ước đây các bác nhé, có đề lỏ hết rồi đó. Mà đặc biệt nếu mà bác nào mà thích mà đi gầm cao mà lại tiết kiệm xăng thì các bác bơi vào đây mấy em đó. Một chiếc xe chỉ có động cơ, có chỉ có 2.0 thôi các bác nhé, chỉ có 2.0 thôi đó. Dành cho bác nào mà thích tiết kiệm xăng thì các bác bơi vào đây mấy em Khương đó. Honda CRV đầm chắc sướng đẹp các bác nhé. Đấy, cái form này. Đấy, cái thứ tiếp theo nữa, cái thứ 5 rồi đúng không ạ? Cái thứ 5 em cho các bác xem này. Cái xe cũ mà các bác mà mua, mà các bác gặp được con xe mà máy móc nó mới như thế này thì thực sự các bác là các bác không xuống tiền thì các bác chả mua ở đâu được xe đẹp cả các bác nhá. Hôm nay là em Khương sẽ cho các bác xem một chiếc xe siêu phẩm. Một chiếc xe rất là đẹp của em Khương, Honda CRV, rất lâu rồi em mua được. Đây các bác nhìn này, cái máy móc này, ui giời, nó khác gì mới đâu các bác. Cái chân máy đây các bác nhá, chân máy này vẫn còn nguyên này các bác này, vẫn còn nguyên cái chấm sơn đây các bác nhá, vẫn nguyên chấm sơn nhà sản xuất này đó, vẫn nguyên chấm sơn các bác nhá. Đây máy này các bác này, các chi tiết này sáng choang như mới này, này các bác nhá, này, sáng choang như mới này, từng cái chấm sơn này, rồi là từng các cái chi tiết mà cơ khí của nó này các bác nhìn này, sáng trưng luôn, từ cái tem cái mác nhà sản xuất vẫn còn nguyên kìa các bác nhé. Đấy, con này là xe chỉ đi trong phố các bác, xe chỉ đi trong phố thôi. Đấy, có những cái bẩn theo thời gian thì bên kia. Đấy, còn đây những cái rằng cái rước của nó này mới tinh luôn, củ phanh này, ABS này, đấy, như mới, nó còn mốc theo thời gian đấy. À đây không phải mốc, đây là cái bụi các bác, đây là cái bụi, đấy, cái bụi, bụi. Đấy, một chiếc xe các bác bảo là nó còn nguyên cái giá trị như thế này các bác ạ. Đây cái tem cái tiết của nó kìa. Đấy, cái tem của nó đây. Đấy, rất mới các bác nhé. Nói chung con xe này thì không có gì để phải chê nó rồi các bác ạ. Không có gì để phải chê. Keo mặt dàn cò đây các bác nhé. Đây, keo mặt dàn cò đây, vẫn nguyên các bác nhé. Nói chung con xe này thì không có gì là phải chê nó theo cái thời gian như này các bác này, cabo ca biếc này các bác này. Đấy, nói chung là zin đét các bác nhé, zin đét,
Các bác nhìn cái máy nó đẹp này, là xe cũ đã sướng tê người, từ cái chân máy nó vẫn còn nguyên này các bác này, sáng choang luôn các bác nhé. Nói chung là vùng miền Hải Dương em thì nó cũng là một cái nơi mà là để sản sinh ra những cái chiếc xe đẹp các bác ạ. Tại vì vì sao, là vì là không có đồi núi này, không có ngập mặn này, không có đất đỏ này đó, cho nên là những chiếc xe mà vùng miền Hải Dương em ở trong phố thì lại rất là ok các bác nhé. Con này nó form mới rồi các bác nhé, sản xuất 2015 các bác nhé, sản xuất 2015, phiên bản 2.0, rất là tiết kiệm nhiên liệu. Vừa em đã chỉ ra cho bác những cái led đẹp, những cái led đáng để mua của con này. Và em khẳng định luôn thị trường, nếu mà để một chiếc xe mà hội tụ được đủ cái yếu tố như xe của em, chắc là rất là ít các bác nhé. Các bác cứ so sánh với những chiếc xe trên thị trường, không phải nhiều bác gọi là anh hùng bàn phím bình luận mà không suy nghĩ, cứ bảo là cái gì cũng khen đẹp, nhưng mà nó có đẹp thì em mới khen được. Và khen đẹp hay không là em cũng đã chỉ cho các bác rồi đúng không ạ. Đấy, chỉ cho các bác là các bác nhìn thấy đẹp hay không là các bác cũng biết. Đấy, chỉ có người cố tình không hiểu thì mới là bảo là cái gì cũng khen đẹp thôi. Những bác đấy là thật ra là toàn các bác là hay đi chọc gậy bánh xe thôi. Đấy, chứ còn những người hiểu biết thì người ta lại không như thế. Đây các bác nhìn này, đẹp hay không cứ nhìn cái nội thất. Em vẫn chia sẻ các bác nhà mình rồi, cái xe em chia sẻ các bác nhà mình rồi đúng không ạ. Những cái yếu tố quan trọng để xem cái xe đó là các bác nhìn cái máy. Cái máy nó đẹp là có nghĩa là người ta đi ít, và đi ít thì đương nhiên là cái nội thất nó sẽ đẹp, cái gầm bệ nó sẽ sáng, nó sẽ đẹp các bác nhé. Xem xe nó sẽ có logic, nó rất là đơn giản thôi, không có gì cả các bác. Và đây vừa các bác nhìn cái máy của em nó đẹp rồi nhá, đúng không ạ. Thì đây các bác nhìn cái nội thất là đương nhiên rồi, là cái mà nó ăn theo. Đấy, các bác nhìn đây, nó cũng led căng luôn các bác nhá. Đấy, không có may vá víu gì cả. Đấy, các chi tiết, các con ốc, từng góc cạnh này các bác nhìn này. Đấy, em làm ít, nhưng em làm hàng tuyển chọn các bác ạ, em không làm nhiều, em không làm sô bồ. Đấy, em làm hàng tuyển chọn, hàng đẹp. Đấy, cho các bác chỉ những chiếc xe đẹp em mới lên sóng cho bác thôi. Đấy, và những anh em đã mua xe rồi đã biết những con xe mà đẹp là em của anh em là em mua rất là cao, em nhặt, em chọn, em mua cao, em sẵn sàng em cộng cho anh em 20-30 luôn về em bán, em lấy khách thôi các bác ạ. Ăn ít nhưng mà bán được con nào nó sướng con đó. Đây các bác này, tất cả các cái các bác nhé, nói chung già riết tất cả mọi cái nó led căng luôn. Cái xe từ những cái thảm trải sàn biết người ta đã trang bị hết rồi các bác ạ. Đấy, Honda CRV có cả những cái chữ chữ ở trên này rồi các bác này, chữ là có đèn luôn, các cái gong cái viết của nó đây rất là sáng các bác nhé. Bên này cũng vậy, từng các con ốc của nó. Chung xe rất đẹp, vùng miền Hải Dương em thì các bác nhà mình ok đi. Mới nhất là những chiếc xe mà các bác cái chạy trong phố như này thì là nó là tuyệt vời luôn đấy các bác ạ. Nó là tuyệt vời luôn, từ những cái trần, cái góc, cái kiếc của nó đều rất là đẹp luôn. Nói chung là cái xe này là tổng thành các bác nhé, nó được mọi cái em đã tả với các bác là nó sẽ là chuẩn như vậy các bác ạ. Bác nào mà đang thích gầm cao thì các bác chơi con Honda CRV này thì nó cũng là hết ý rồi các bác ạ. Đầm, chắc, bền, lanh. Đó. Honda thì nó là của Nhật rồi các bác nhá. Cái gì bền nhất, cái gì lành nhất thì những người Nhật là luôn là những người mà giành gọi là cái vị trí số 1 luôn. Đấy. Tất cả mọi cái các bác nhá. Nói chung là một chiếc xe mà rất là đều, xe đẹp. Đây các bác này, ghế này các bác nhìn này, rất là mới luôn các bác nhé. Mà nhất là cái màu kem này mà giữ được cái ghế mà nó đẹp này thì thật sự các bác là quá là ok luôn. Từng các con ốc, con niếc của nó, cái ghế nội thất của nó nhìn thì mê luôn các bác ạ. Mê luôn. Đây các bác nhé, các chi tiết này hết ý luôn các bác nhé. Cửa gió điều hòa hết này, ghế sau này, ôi giời ơi. Đấy, các bác mua xe cũ mà gặp được những chiếc xe như này thì thật sự với các bác là lỗ rất là ít các bác ạ. Đấy, rất là ít.
các bác bỏ đồng tiền những con này nó xứng đáng các bác ạ. Về từ dàn lốp cũng không phải thay, rồi là cái chất xe nó đẹp thì người ta đi ít, thì cái khấu hao cái xe các bác đi nó sẽ rất là yên tâm các bác ạ. Đấy, từ cái dàn lốp người ta cũng mới thay, rồi là từ cái đồ chơi người ta cũng lắp nhiều cho các bác. Về lằng nhằng là các bác xe nào không có đồ chơi các bác lắp vào nó cũng hơn chục củ mất rồi, cam 360 độ rồi là các cái gần 20 triệu không ít đâu các bác ạ. Rồi là những cái mà sàn 3D cũng gần 2 triệu mất rồi. Đẹp các bác ạ. Nói chung con này thì em khẳng định với các bác luôn, các bác xem các bác không ưng mới là phí các bác ạ, không ưng mới là lạ các bác nhé. Em khẳng định luôn, bác nào nhìn phải thích con xe này luôn. Tại vì em thợ em nhìn em còn thích thì không có lý do gì mà các bác lại không thích cả. Tại vì nó đẹp các bác ạ, nó đẹp. Nó đẹp, nó lép. Từng các chi tiết sáng choang như mới các bác nhé, sáng choang như mới. Đấy, led căng sáng choang. Các cốp kiếc của nó, từng cái nước keo, nước kiếc của nó đây các bác nhìn này. Keo kiếc của nó này. Không bị han, không bị ối gì cả các bác nhé. Không han, không ối gì cả. Các tem, các mác. Quá đẹp luôn các bác ạ. Quá đẹp luôn. Xe thì mở cửa là nó có cảm biến các bác nhé. Đấy, cảm biến khóa mở cửa. Đấy. Cảm biến khóa mở cửa. Đấy, các bác vào. Bác nào mà yêu xe đẹp chắc bác nhìn có cái nội thất con này các bác mê luôn. Nội thất quá đẹp luôn các bác nhé. Từng cái con cửa này, từng cái các cái dây cái dợ của nó, từng các cái chi tiết đây các bác nhìn này. Hết ý luôn các bác nhé. Đây, hết ý luôn các bác, già riết này. Nhìn cái xe đẹp nhìn nó sướng các bác ạ. Đây các bác này, hết ý luôn các bác nhé. Nói chung là hết ý luôn. Đây các bác nhìn này, da này, màu kem này, màu nó sáng trưng như thế này. Từ những cái cánh cửa, con ốc, con ác của nó sáng choang. Đường keo, đường chỉ, táp ly, táp yếc, da riếc. Hết ý luôn các bác nhé. Nói chung con này là miễn bàn luôn, miễn bàn về chất luôn. Tại vì con này nó xe nó rất là đẹp các bác ạ. Xe rất là đẹp luôn các bác nhé. Từ các cái chấm sơn, nhà máy, các cái chi tiết, ghế gắm, tất cả mọi cái. Các bác nhìn, gòn cửa này như mới luôn, ốc ác này. Không bị han, không bị ố, không bị rỉ các bác ạ. Không han, không ố, không rỉ. Và ghế rất đẹp các bác nhé. Từ các cái vô lăng, từ các cái vô lăng chi tiết nội thất, xe nó rất là đều xe các bác ạ. Từ các nút các phím đó, à, các nút các phím đó. Màn hình cam 360 độ có đầy đủ hết cho các bác rồi đấy. Đề lộ start top, chìa khóa còn một đôi. Vâng này, đấy Honda CRV form mới rồi các bác nhá. Màu trắng là xe cũng rất là đẹp, nổi bật các bác ạ. Nổi những cái đường gân guốc, những cái mà điểm của xe. Cái đèn LED khi mà em quay vào cái điện thoại nó là cộng hưởng lên này, nhìn nó vậy các bác ạ. Chứ còn bên ngoài nó không nháy như thế đâu các bác nhá. Bên ngoài nó không nháy như vậy đâu. Xe các bác có thể nhìn thân vỏ nó rất là căng đúng không ạ? Lép như soli luôn đấy ạ. Đẹp các bác ạ. Nói chung là quá đẹp luôn. Tí tiền rồi các bác ạ. Đấy, bây giờ các bác mua một con xe mà Camry hay là Vios hay là Altis, hoặc là những cái chiếc xe mà gầm thấp sedan
2015 các bác mua nó cũng phải tầm xích sắt 500 mất rồi. Camry các bác phải mua hơn rồi. Đấy, nhưng con này của em để cho bác nhà mình nhá. Em để cho bác nhà mình này. 505 triệu các bác nhé. 505 triệu thôi. Đấy, bác nào thích thì alo cho em theo số hotline 0833 119 999 các bác nhé, để được biết thêm thông tin chi tiết và cũng để được bác nào yêu thì nhờ chốt con xe này. Em thường chốt cho bác với giá yêu thương các bác nhé. Đấy. Thì và cảm ơn các bác nhà mình đã theo dõi hết clip của em. Bác nào yêu thì alo cho em. Các bác nhé. Và xin chào và hẹn gặp lại các bác ạ.